Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui gặp tất cả các bạn trong chương mục về toán thực tế lớp 9 nha các bạn. Thì hôm nay mình xin giải cái bài toán số 1 liên quan về tính vận tốc. Được chưa? Thì cái đề bài như thế nào các bạn có thể vào mục miêu tả, mình đã để cái đường link ở dưới phía dưới giúp cho tất cả các bạn có thể tổng hợp hết tất cả các dạng bài toán thực tế lớp 9 nha các bạn. Rồi thì bắt đầu. Bây giờ mình sẽ tóm tắt. Thì đối với liên quan tới bài vận tốc thì các bạn nhớ chú ý là các bạn phải nhớ công thức liên quan tới vận tốc nè, quãng đường và thời gian. Chúc mình sẽ nói cái công thức như thế nào để cho các bạn dễ nhớ nha. Thì đây, một chiếc cano đi từ A nè đến B nè, được chưa? Khi mình ngặt điểm nè, đi từ A đến B hay đi từ B đến A thì cái quãng đường của nó cũng là gọn AB, gọn đường AB với gọn đường BA là bằng nhau. Thì cái đề bài người ta cho 120 km. Ổn chưa ạ? Đó. Thì khi đây là dòng nước nha các bạn, đây quãng đường đây là dòng nước đó, dòng nước đây là chiều thuận nè, thuận là gì? Khi mà các bạn chạy mà đi theo chiều thuận thì các bạn chạy với vận tốc 30 thì các bạn sẽ thấy cảm giác là nó nhanh hơn 30 đó. Nói gì nói nôm na là đi theo chiều thuận thì các bạn lấy vận tốc của cano cộng với vận tốc của dòng nước. Còn đi theo chiều nghịch, nghịch là ngược nước, nghịch là nước ngược thì các bạn lấy vận tốc của cano nè, trừ nha, đây là cộng nè, trừ ghi dòng nước, trừ ghi vận tốc của dòng nước. Được chưa? Rồi mình bắt đầu mình vào vấn đề ngay. Thì mình biết rằng cái quãng đường từ A đến B là 120 km và một chiếc cano đi từ A đến B và từ B đến A thì tổng cộng là hết 9 giờ. Được chưa? Vậy mình gọi đi, T1 phẩy T2 là thời gian, đi từ A đến B rồi từ B đến A. Được chưa? Thì mình sẽ có T1 cộng T2 bằng bao nhiêu ạ? Bằng 9 giờ. Các bạn hiểu chỗ này chưa ạ? Đó, thời gian đi cộng thời gian về sẽ bằng 9 giờ. Và mình biết rằng vận tốc cano đi từ A đến B và vận tốc đi từ A đến B và vận tốc từ B đến A nó không đổi nha các bạn, vận tốc cano không đổi đó. Vậy một ký hiệu chữ V đi, vận tốc cano. Được chưa? Thì mình biết rằng rồi người ta cho là vận tốc dòng nước, vận tốc nước đi, chữ N đi, vận tốc nước là 3 km/h. Được chưa? 3 km/h. Thuận thì cộng, nghịch thì trừ, Được chưa ạ? Thì mình biết rằng công thức nè, bạn nhớ cái tam giác muốn tính S là quãng đường, V là vận tốc, T là thời gian. Được chưa ạ? Trên thì chia, ngang thì nhân. Được chưa? Vậy muốn tính S, muốn tính quãng đường sẽ bằng ngang nè, V với T ngang thì bằng V nhân T. Vậy V sẽ bằng gì ạ? V thì sẽ bằng S trên dưới nè, vậy là S chia T. Các bạn nhớ cái tam giác này, SVT, Được chưa? Đó. Rồi thì ta có T1 cộng T2 bằng bao nhiêu ạ? 90 đúng không ạ? Thì thời gian T bằng gì ạ? T thì bằng gì? T bằng S chia V. T bằng S chia V. Thì mình biết gì ạ? T1 sẽ bằng là S1. S1 là ghi từ A, đến B là một, mình ghi chậm nè, S1 chia V1 cộng S2 chia V2. Được chưa? Bằng 90. Thì S bao nhiêu? S thì mình biết rằng đi từ A đến B là quãng đường AB đó là 120, cũng như quãng đường BA cũng bằng 120. Được chưa ạ? Còn vận tốc V, V1 chính là đi từ A đến B. Đi từ A đến B là chiều thuận của dòng nước. Chiều thuận của dòng nước thì mình sẽ lấy vận tốc của cano nè, cộng với vận tốc của nước nè, là 3 nè. Được chưa ạ? Tiếp tục đi từ B đến A là ngược lại, là lấy vận tốc nè của cano trừ ghi dòng nước bằng 9. Rồi tới đây thì các bạn làm cái gì ra? Chỉ cần bằng cách là quy dòng mẫu, phân phối, rút gọn. Được chưa ạ? Đó, quy dòng mẫu, phân phối và rút gọn. Được chưa? Tới đây các bạn giải được chưa ạ? Nếu các bạn tới đây mà các bạn chưa giải được thì các bạn comment ở phía dưới giúp mình nha các bạn, để mình hướng dẫn lại tiếp nha. Rồi thì cái bài này thì chủ yếu tập trung vô vấn đề nè, nếu đi từ A đến B thuận dòng nước thì cộng thêm vận tốc của dòng nước. Được chưa? Đi từ B đến A nếu mình nghịch với dòng nước thì mình trừ ghi vận tốc của dòng nước Và nhớ rằng quãng đường AB cũng giống như quãng đường BA thì nó bằng nhau, và các bạn phải nhớ đến công thức tính quãng đường nè, vận tốc nè, thời gian nè. Các bạn vẽ cái tam giác ra SVT, ngang thì nhân, trên dưới thì chia, trên dưới thì chia. Ví dụ như tính S thì còn V với T, V với T là ngang nè, là nhân, vậy S bằng V nhân T. Tính V thì còn lại S và T, S và T trên dưới nè, vậy là V sẽ bằng S chia T, được chưa? Rồi, thôi xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn. Các bạn còn vướng mắc gì thì các bạn có thể comment thoải mái nha, đừng ngại ngùng gì hết. Cố gắng, không hiểu thì hỏi, cố gắng giùm mình nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.